Thưa anh chị em và đồng trang, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con hãy thắp lên, hãy giữ cho đèn của các con cháy sáng, và hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về. Để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ, phúc cho những đầy tớ khi chủ về vẫn còn tỉnh thức. Quả thật thầy nói với các con, chủ sẽ thắp lên đặt họ vào bàn ăn và đi lại cùng phụ họ. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc hẳn ông sẽ không để nó vào nhập nhà mình. Cũng vậy, các con hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Ai chúng ta đều phải chết. Thế nhưng
điều mà đáng cho chúng ta suy nghĩ là chúng ta chết cách nào, lúc nào thì không ai biết, vì đó là sự bất ngờ của cái chết. Có lẽ trong những tháng ngày gần đây chúng ta cũng sẽ thấy rõ điều này khi mà chúng ta chứng kiến những cái chết hết sức bất ngờ của những người chúng ta quen biết, của những người thân đây rồi. Có thể kể là cách đây cũng không lâu, đó là giáo sư Tân Đạo, một vị ban hành giáo họ, trong một thánh lễ buổi sáng được cắt cửa đọc sách thánh. Thế nhưng vừa lên tới cuộc đọc sách chưa kịp đọc gì cả, ho hai tiếng rồi ngã năm lần và sau đó hai tiếng liền mới đọc. Và cũng mới đây thôi, ở đại giáo xứ Phước Tỉnh cách đây 2 ngày, một ông cựu chánh chuông ban hành giáo chơi bóng bàn với nhà xứ, và sau đó hai người cũ xứ tự nhiên học máu và chết thành người. Và đặc biệt nhất là hiện diện của chúng ta lúc này đây, đó là ông Tô Thắng Cầu Sơn. Với tuổi đời 62-63 tuổi vẫn còn khỏe mạnh. Sáng nay con về thì con nghe ông bố của con kể lại, ông bố ăn con xô rất mạnh khỏe đẹp trai. Ông bố bảo rằng trong những cả 3 ngày mà tuổi như ông bố ăn con xô này thì không ai đẹp trai khỏe mạnh cả ông bố ăn con xô. Vậy mà cái gì đến với ông bố điều này chúng ta cũng không làm gì, bởi vì chính Chúa Giêsu ngài cũng đã mặc khải cho chúng ta điều này. Trong bài tin mừng chúng ta vừa lắng nghe, Chúa Giêsu đã nhiều lần vượt những hình ảnh của ông chủ giám cưới trở về một cách bất ngờ. Đó là hình ảnh của ăn trộm rình mò trong đêm để nói cho chúng ta về sự bất ngờ của các chết đến với mỗi người chúng ta. Vậy thì khi nói chuyện về sự bất ngờ của các chết, chúng ta phải làm như thế nào đây? Còn cái điều gì? Chúng ta trước hết về sự bất ngờ của cái chết của chính mình thì có tiếp kỳ như lời mời gọi của Chúa trong tin mừng, đó là chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức và sẵn sàng có nghĩa là mình luôn luôn ở trong, sống trong đường lối của Chúa và ở trong ân sủng của Ngài. Đó là điều chúng ta đang tỉnh thức và sẵn sàng. Và rồi một điều để chúng ta khám phá ra mình đang còn trong tình trạng tỉnh thức sẵn sàng hay ngủ mê, thì chúng ta cứ đặt một câu hỏi ra hàng ngày đối với chúng ta, đó là nếu như ngay bây giờ Chúa gọi tôi về, Chúa báo cho tôi chưa là 5 phút nữa Chúa sẽ gọi tôi về, thì tôi phải làm gì? Nếu mà chúng ta trả lời rằng tôi sẽ có một cái điều tra sở để xin tội, hay là chạy qua nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện để chờ Chúa gọi, thì như thế chúng ta vẫn chưa sẵn sàng tỉnh thức. Còn nếu như chúng ta trả lời rằng vâng, con sẵn sàng đứng đây chờ Chúa, Chúa gọi con về thì con sẵn sàng về, đó chính là thay đổi tỉnh thức và sẵn sàng. Có lẽ ông bố anh Hồ Sô vẫn trong một tình trạng tỉnh thức và sẵn sàng, bởi vì ông bố đã tích cực luôn luôn sống theo đường lối của Chúa, không chỉ giữ chọn mẫu mực là một người Kitô hữu ngủ với thánh lễ chủ nhật, nhưng ông bố còn tiếp tục tham gia vào hội Lê Thi Đô, tham gia những hoạt động trong hội Lê Thi Đô, và hàng ngày nếu có thời gian là ông bố đều đến với thánh lễ mỗi ngày. Cuộc sống của ông bố thì không ai chê điều gì cả, khi nói đến ông bố thì ai cũng phải nói ngay câu đầu cứu việc, đó là sự hiền lành, sống rất hiền lành dễ thương từ lời nói tới phương cách sống của ông bố.
thuộc. Điều đó thể hiện cho chúng ta thấy là ông cố hơn ở trong tình trạng tỉnh thức và sẵn sàng luôn sống trong đường lối của Chúa và sống trong ơn sự tỉnh thức của Chúa. Cho nên cô có đối diện với sự bất ngờ của cái chết có lẽ là hùng hận cho những người thân, nhưng đối với ông cố chẳng hề không gì cả, bởi vì ông cố yên chắc và sẵn sàng chờ đón ngày giờ Chúa mở đường một cách hy vọng. Rồi một điều nữa, sự bất ngờ của cái chết đến với người thân của chúng ta thì chúng ta phải làm gì đây? Thưa, chúng ta phải có một thái độ sống chưa đến đó là những gì mà chúng ta muốn, những điều tốt đẹp mà chúng ta muốn điều để làm cho người thân của chúng ta thì chúng ta đừng chờ chờ gì cả, phải làm ngay, kẻo rồi không còn cơ hội nữa. Đừng so tính toán, đừng có dự định rồi đây mà phải làm ngay những gì mà chúng ta đạt được cho người thân của mình. Và đặc biệt nhất là những gì lời nói chuyện làm của chúng ta lỡ gây đau buồn cho người thân của chúng ta thì chúng ta cũng phải mau mau để chúng ta giải quyết, xin lỗi và bù đắp những gì mà chúng ta gây ra cho người thân yêu của chúng ta, kéo rồi để cho nước mắt hối hận buồn bã của chúng ta không phải rơi đi trước cái chết của người thân yêu của chúng ta. Kính thưa quý bà chị em, đến đây thì một câu hỏi được đặt ra cho mỗi người chúng ta, đó là nếu như bây giờ người thân yêu của chúng ta đã chết, vậy chúng ta có thể làm được gì, bù đắp được gì cho người thân yêu của chúng ta hay không? Thưa, câu trả lời đó là có. Giáo hội chúng ta đã mở ra mầu nhiệm các thánh thân công, đây là một cơ hội ngàn vàng cho những người còn sống, những người thân yêu để bù đắp cho những gì chúng ta chưa làm được cho người thân yêu của mình. Bằng những thánh lễ chúng ta dâng mỗi ngày, bằng những hy sinh bác ái, những việc làm phước đức của chúng ta hãy làm để gây về Chúa, để bù đắp cho người thân yêu của chúng ta và Chúa nhận những gì chúng ta làm để bù đắp những tội lỗi thiếu sót của người thân yêu của chúng ta, để sớm đưa người thân yêu của chúng ta vượt qua thánh Chúa. Chính vì thế mà hôm nay khi chúng ta đứng trước cái chết của ông cô An Sơn Sơn, lời mời gọi của người chúng ta đó là thân phận kiếp người mong manh mỏ thọ, cho nên chắc chắn ông cô An Sơn Sơn còn có nhiều thiếu sót nữa là chưa chứng tỏ tốt được nhiệm vụ của mình. Chúng ta hãy dâng những lời cầu nguyện, hãy dâng những thánh lễ, hãy dâng những hy sinh để cầu nguyện cho ông cô An Sơn Sơn, và chắc chắn rằng ông cô An Sơn Sơn cũng sẽ thương đến gia đình, cũng sẽ cầu nguyện cho gia đình, cho mỗi người chúng ta, cho cộng đoàn giáo chúng ta, và đặc biệt